Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với hai chiếc túi Herringbone này. Vậy thì các bạn có tò mò muốn biết xem là hai chiếc túi này có những đặc điểm gì đặc biệt để mà mình lại yêu thích đến vậy không? Thì hãy theo dõi video này nha. Và đây là tất cả những gì mà mình hay thường mang đi chơi và đi làm cùng với hai chiếc túi Herringbone này. Vậy thì cùng khám phá bên trong và cách sắp xếp của mình như thế nào khi mà đi cùng với hai chiếc túi này nha. Đầu tiên là chiếc nhỏ. Chiếc nhỏ này thì có một màu xanh navy mà mình cũng khá là thích. Điểm để mà mình gọi là quyết định để mà chọn cái túi này đó chính là cái khóa hình khá là cổ điển, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, nó khác hơn so với tất cả những cái khóa khác của túi Herringbone là bởi vì cái khóa này là khóa cài chốt. Đây. Đó. Rồi, cùng mình khám phá bên trong của chiếc túi này nha. Wow, ở bên trong này, ui dồi ôi, mình quên mất là có cái dây đeo của chiếc túi. Thì cái dây đeo này là bằng da, chất liệu là bằng da. Tiếp theo là cái màu khóa là màu của đồng. Mình thì mình sẽ đeo cái túi này, mình thì mình có một cách đeo rất là đặc biệt. Đấy là mình sẽ đeo túi theo dạng gấp lại để mình tiện cầm tay, mình sẽ làm thử cho mọi người xem nha. Với chiếc túi này thì mình sẽ gấp dây lại làm đôi để cho nhìn cho thật gọn gàng và năng động. Rồi, vậy một buổi đi chơi mình sẽ mang những gì? Điện thoại nè. Son nè. Khẩu trang nè, khẩu trang phải có hai chiếc nha. Chìa khóa nhà nè. Và hôm nào mà mình có hứng thú để đi dạo chơi cùng với bạn ấy thì mình sẽ luôn mang theo một chiếc máy ảnh nho nhỏ như thế này. Nhìn chiếc túi này nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà đựng được cả thế giới luôn ấy. Đây, vậy là mình đã có đủ hành trang để cho một ngày đi chơi cùng với bạn bè. Tiu tiu. Rồi, và em túi này là em túi lúc đầu mình mua về mình chỉ đựng máy ảnh thôi. Nhưng sau đó thì mình khi mà mình khám phá em nó thì mình đã thấy là nó có một tính ứng dụng rất là cao. Mọi người có thể nhìn thấy một cái màu đỏ rất là đẹp. Tiếp theo là cái khóa của cái túi này, đấy là khóa nam châm. Không giống như cái khóa cài như cái chiếc túi lúc nãy. Ở đằng sau ấy thì có luôn một cái ngăn cũng khá là to và cũng có được cái khóa nam châm ở trong này, nhưng mà khóa ẩn nên là có thể là mọi người không nhìn rõ. Thì thường là cái ngăn này ấy, mình sẽ đựng những kiểu như là tiền lẻ này, hoặc là những cái giấy tờ mà mình cần phải dùng ngay, hay là chìa khóa xe. Bởi vì là thực ra ấy, mọi người đừng sợ, bởi vì có cái nam châm ở đây ấy, nó sẽ làm cho cái việc cái ngăn này khá là chắc chắn. Rồi, mình cùng khám phá bên trong nha. Bên trong là một không gian rất là rộng. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có chia làm rất nhiều ngăn và có cả ngăn có khóa kéo. Ở ngoài này thì có hai ngăn nhỏ. Vì hai ngăn nhỏ này thì hoàn toàn mình có thể đựng được những cái đồ mà nhỏ gọn. Đây, ví dụ như là cái AirPod này, như là thỏi son này, mình có thể đựng được tận hai thỏi. Rồi, chiếc lược. Chìa khóa. Rồi, ở trong này thì mình có thể đựng được quyển sổ. Rồi, chiếc điện thoại. Rồi, chiếc máy ảnh mà mình có thể hay mang đi chụp hình. Rồi, và không thể nào thiếu được hai chiếc khẩu trang. Đây, một chiếc để đeo ở ngoài nha. Thôi, đóng túi lại. Vậy là mình có một chiếc túi rất là xinh với đầy đủ vật dụng để mang đi làm và đi chơi. Thì ngoài ra ấy, các bạn nào mà muốn đeo dây thì các bạn hoàn toàn có thể có một dây đi kèm như thế này bằng da và móc màu đồng. Còn mình thì mình thích cầm như thế này hơn, nó rất là gọn và rất là tiện. Rồi, các bạn thích chiếc túi nào hơn? Hãy để lại comment và theo dõi video của mình nha.